Cara Hạnh Phúc tập cuối, nhiều tình tiết phi lý xuất hiện, khán giả ngán ngẩm cầm rổ đi nhặt sạn. Nhiều người cho rằng phim Cara Hạnh Phúc càng về cuối càng có nhiều tình tiết vô lý, nhất là sau tập 25. Phim truyền hình Cara Hạnh Phúc chỉ còn 2 tập nữa sẽ chính thức khép lại. Số phận của các nhân vật ở cuối phim là điều khiến khán giả tò mò hơn cả. Theo dõi trên các diễn đàn bàn luận phim, cảm nhận chung của khán giả là phim không bùng nổ như kỳ vọng kèm theo nhiều sạn phim vô lý đến mức khó tin. Những tập cuối phim Cara Hạnh Phúc chủ yếu tập trung giải quyết những khúc mắc còn tồn đọng trong quá khứ của các nhân vật. Riêng ở tập 24 đến 25 vừa qua chủ yếu nói về mối thù của Khải, Bảo Anh với lão phi nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Thảo. Trên các diễn đàn, khán giả đang than trời vì phim có quá nhiều tình tiết phi lý. Trong đó, việc lão phi đang bị truy nã nhưng vẫn xuất hiện tại nơi công cộng một cách nhẩn nhơ và việc Khải bị bắn ở bụng. Nhưng vết máu lại nằm ở lưng là điều được nhiều người nhắc đến nhất. Cụ thể, ở tập vừa qua, Khải phối hợp với công an để truy bắt băng nhóm của lão phi nhưng không may lại để hắn trốn thoát. Lúc này, người xem mới vỡ lẽ rằng, hóa ra lão phi là đối tượng được công an phát lệnh truy nã từ lâu và đang được lực lượng chức năng theo dõi sát sao. Tuy nhiên, một điều mâu thuẫn là tên bị truy nã song song với việc bị cảnh sát theo dõi như hắn lại xuất hiện thường xuyên ở nơi công cộng mà không có vẻ gì lo lắng, cũng không che mặt lại. Đặc biệt, hắn còn thường xuyên đến chùa, nơi có đông đảo du khách tìm đến. Thậm chí, hắn đã dụ dỗ Vân cùng đi cầu nguyện và bịt thuốc mê hại cô. Thử hỏi, lực lượng chức năng đang ở đâu lúc này, trong khi trước đó, có chi tiết cho biết lão phi đang được công an theo dõi. Bên cạnh đó, lão phi may mắn lắm mới không bị công an bắt và rời đi với hai bàn tay trắng. Tuy nhiên, lúc ở chùa và gặp Vân, lão lại cầm con thú nhồi bông mà cô tặng theo. Khán giả đặt nghi vấn rằng một chùm ma túy bị truy nã như phi lễ nào lại mang thú nhồi bông kẻ bên người. Bên cạnh đó, một chi tiết gây tranh cãi khác là lúc Khải bị bắn vào bụng, nhưng khi lên hình, vết máu lại xuất hiện trên vai. Lý giải về vấn đề này, có người cho rằng đây là sạn phim do quá trình hóa trang không kỹ lưỡng mà ra. Bên cạnh đó, vẫn có khán giả đồng cảm và nghĩ đơn giản rằng Khải đã bị đánh đập nhiều lần dẫn đến bị thương ở nhiều nơi trên cơ thể. Ngoài ra, người xem cũng khá mệt mỏi với Vân, Ngọc Huyền khi cho rằng tính cách của cô có sự mâu thuẫn, cô e dè lúc gặp người thân nhưng lại nắm tay người lạ. Và việc Khải, lão phi có mối thù lớn, tính mạng hai anh em khó có thể giữ được, nhưng anh vẫn chưa một lần cho em gái biết mặt kẻ thù cũng khiến khán giả khó hiểu. Đây là nguồn cơn của bi kịch mà Vân gặp phải về sau. Bình luận của khán giả sau tập 25 phim Cara Hạnh Phúc. Tập này vô lý thật, lão phi bị công an truy nã mà xuất hiện nơi công cộng. Còn nàng Vân thì xem mắc mệt, người thân thì rụt rè sợ hãi, người lạ thì nắm tay nắm chân. Phim đang hay, tập này làm đổ sông đổ bể hết, 3 phần phim thì 7 phần sạn. Cho mình hỏi ông này trốn truy nã nhưng vẫn cầm con thú nhồi bông, hay lúc nào ổng cũng mang theo bên người. Chỉ nên dừng lại ở tập sinh nhật Vân thôi, sao Khải bị bắn ở bụng mà lại chảy máu vai. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về nội dung phim, có người nhận thấy, phim là một sản phẩm để giải trí nên họ có thể nhắm mắt cho qua một số tình tiết được cho là sẵn phim. Người xem đặt nhiều kỳ vọng vào diễn biến hai tập cuối của phim, mong rằng một cái kết có hậu sẽ đến với các nhân vật. Phim truyền hình Cara Hạnh Phúc sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 10 với 27 tập.